khi cái dấu hiệu của cha mà ban xuống mà ra đời, nó không phải là chỉ có Phật không nha, dĩ nhiên là Bồ Tát, rồi Thánh, rồi mấy vị thanh văn, nhiên giác, bây giờ La Hán nữa, rồi xuống những nhỏ tới mấy ông thần, rồi địa tiên nữa, đều là có bổn phận phải lo hết. Còn cái dấu thánh giá chỉ có mấy ông thánh thôi à. Còn cái dấu chữ vạn, rồi ai hơn gặp Phật A Di Đà rồi thôi, nó cũng có cái gì khác nữa chứ không mình nói không nha, nhưng mà không phải là trách nhiệm. Còn cái này là có trách nhiệm, tại vì nó là cái thuyền bát nhã, nó là cái cây đuốc của cái thời nay, và nó cũng là một cái cứu tinh của nhân loại của thời sàng lọc này. Mở quay lúc trước bị la, bây giờ nó bị la. Tại vì nó lo lo của tôi cho điểm nó bay vòng vòng, gọt gió vậy đó. Đâu có phạm luật gì đâu.